Thưa quý vị, bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Sống Vui với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của tháng 4 và chúng ta đều biết rằng là cuối tháng này thì chúng ta sẽ có một dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là dịp mà các gia đình có thời gian ở cạnh bên nhau. Có những gia đình sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ có những chuyến đi du lịch xa, có những gia đình thì sẽ trở về quê, có những gia đình thì sẽ vẫn ở lại Hà Nội và mong muốn rằng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động để cả gia đình có thể tham gia với nhau, đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ để có thể vui chơi, bên cạnh đó vẫn học được những cái bài học có ý nghĩa. Và quay trở lại với thuở bé thì rõ ràng là ai chúng ta cũng rất là thích được đi xem xiếc này, đi xem những vở kịch này, đi xem những chương trình nghệ thuật, và nhất là với những cái tác phẩm mà gắn liền với tuổi thơ. Và vở kịch Thiếu Nhi Giấy Mèn phóng tác từ truyện Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài đã được sân khấu Lệ Ngọc dàn dựng với phong cách là vui nhộn, sáng tạo, nhiều màu sắc, truyền tải được ý nghĩa giáo dục sâu sắc với thông điệp tình mẹ bao la đưa con đi xa khắp tận cùng của thế giới và gắn liền với việc bảo vệ môi trường, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của khán giả nhỏ tuổi. Và vở kịch Giấy Mèn sẽ chính thức được biểu diễn liên tục 10 buổi tại Nhà hát lớn Hà Nội và Rạp Đại Nam ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Dù hàng thập kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện và những thông điệp của Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký chưa bao giờ là cũ. Nó vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho người nghệ sĩ khai phá và sáng tạo. 90 phút của vở kịch, đạo diễn không đi sâu vào phần phiêu lưu ký như nguyên tác văn học, mà dàn dựng vở kịch Giấy Mèn mang nét riêng khi chủ yếu xoay quanh những bài học đầu đời khi chàng Giấy Mèn rời xa vòng tay của mẹ và bước vào cuộc sống mới với sự kiêu hãnh của tuổi trẻ. Chỉ đến khi thức tỉnh, Giấy Mèn mới cảm nhận hết được các bài học đầu đời sâu sắc mà qua cuộc hành trình cậu nghiệm ra, đó là tránh lối sống vô cảm và thói kiêu ngạo ích kỷ, biết trân trọng tình yêu thương và các mối quan hệ với bạn bè, với gia đình. Cái sự dạy dỗ của gia đình cũng như cái sự lan tỏa của tình yêu thương đối với những người xung quanh sẽ tạo nên cái nhân cách của một con người khi ở cái tuổi trưởng thành để hình thành nhân cách. Thì cái đấy là chúng tôi đưa vào câu chuyện, đưa vào các tình huống để các em hiểu ra rằng là cái sự quan tâm đến mọi người, cái sự lan tỏa của lòng tốt cũng như là cái mong muốn của vở diễn thì sẽ trực diện đến với các em thông qua nghệ sĩ một cách dễ hiểu nhất, đáng yêu nhất, và tính hấp dẫn của vở diễn cũng lại là cái cần quan tâm nhất. Đối với mình, cái khó khăn nhất là một vở diễn dành cho thiếu nhi thì mình phải nghiên cứu kỹ xem những cái đặc điểm của loài côn trùng, tức là cái nhân vật dế này nó sẽ như thế nào, mình diễn làm sao cho nó hồn nhiên nhất, nó ngây thơ nhất. Và cái điểm quan trọng nhất là một cái người dế mà khi diễn mà để ăn sâu vào trong lòng của khán giả thì nó phải là mang theo tính hướng thiện, làm sao để mang tính dạy dỗ cho các em nhỏ hiểu được rằng là Giấy Mèn đã trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều thăng trầm như thế nào thì Giấy Mèn mới trưởng thành lên được. Bên cạnh đó, vở kịch Giấy Mèn có nhiều cảnh diễn đậm phong cách dân gian Việt của vùng châu thổ Bắc Bộ, kết hợp với nghệ thuật múa rối hay lối diễn ước lệ của sân khấu truyền thống. Đặc biệt, vở diễn còn chứa đựng thông điệp nhân văn về lòng yêu thương và tình mẫu tử khi ekip sáng tạo, bổ sung và tô đậm vai trò của nhân vật mẹ Giấy Mèn so với nguyên tác. Chúng tôi muốn gửi cái thông điệp này cho cái thế hệ trẻ và cho các cháu thiếu nhi, để cho các cháu vẫn yêu mến tất cả những tác phẩm của văn hóa Việt và dân gian Việt, và từ đó để giáo dục các con là luôn luôn phải nhớ rằng cái kho tàng cổ tích Việt Nam cũng như văn hóa dân gian Việt Nam rất là phong phú và rất là nhiều những cái mà để các em cần phải hiểu biết và cần phải thấy rằng là mình phải nhớ rõ là cái văn hóa của mình nó đặc sắc thì như thế nào. Khi mà tôi ngồi lên bàn viết, tôi suy nghĩ, tôi đặt mình vào được với các em để mình giống như người anh chúng nó thôi, chứ không phải là người cha chú phụ huynh. Thì cái Giấy Mèn nó tươi mới và nó đi vào những cái tình gia đình. Ví dụ như nhân vật mẹ của Giấy Mèn thì ông nhà văn Tô Hoài ông chỉ viết con tí thôi, nhưng mà cái vở này lặp đi lặp lại là cái đứa con lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Hai là những cái tình bạn bè, những cái sự mã thượng, hoặc là tôi đưa vào kể cả những cái game, viết các thứ, chơi game như thế, tất nhiên là mình viết khéo, nhưng mà những cái bấm game, bấm viết các thứ là trong đây nó có hết.
Có nghĩa là mình đưa cái ngày hôm nay vào trong cái tác phẩm Dế Mèn, thì cái đấy là những cái nét để mình là người đi sau mà, thì mình phải làm cái gì đấy cho nó mới hơn. Vở kịch Dế Mèn vừa sinh động, thú vị, vừa truyền tải được bài học từ cuộc sống gần gũi đời thường, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của khán giả nhỏ tuổi. Dế Mèn còn là món quà ý nghĩa với thiếu nhi trong bối cảnh sân khấu không nhiều những vở diễn cho các em. Trong những cái năm vừa qua thì đúng rằng là những cái tác phẩm cho thiếu nhi, đặc biệt trong văn hóa nghệ thuật, chúng ta vẫn còn ít. Và với cái vở Dế Mèn, tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái việc mà cái sân khấu tư nhân hướng tới phục vụ trẻ em thiếu nhi là một cái điều rất là đáng mừng, và cũng, chúng tôi cũng rất là khuyến khích cổ vũ để làm sao mà thứ nhất rằng là có được nhiều vở dành cho thiếu nhi hơn nữa, và cũng làm sao để hỗ trợ để cho các nhà hát khác tiếp tục làm các cái chương trình tiếp theo. Vở kịch Dế Mèn là sự kết hợp của tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng và ekip diễn viên sân khấu kịch Lệ Ngọc, hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bé thiếu nhi, những trải nghiệm thú vị và khó quên nhất.